Quay cho mọi người cây hoa giấy mình ghép nhé. Hôm nay mình sẽ dỡ đấy ạ. Mọi người cùng ngắm nhé. Tam mầm rồi đấy. Lần đầu tiên mình ghép đấy. Đây là thân của cây hoa giấy đơn đỏ này. Gốc của nó là hoa giấy kép. Mình thích cái dạng đơn hơn, mình ra nhiều hoa. Đây mình sẽ tháo hết mọi người nhé. Đây mình đã tháo trước đây. Tam mầm đấy. Mình ghép rất đơn giản. Ở video trước mình đã hướng dẫn mọi người đó. Này là bị gãy rồi. Này đã được 3 tuần rồi. Nay là mình bắt đầu tháo ra đây. Từ hôm mình ghép là 3 tuần đây. Đây, bắt đầu mình sẽ gỡ phần ghép này các bạn nhé. Quay cho mọi người xem. Kéo cắt nhá. Các bạn. Thì này chưa ra mầm các bạn. Mình xem cành tiếp theo. Mình làm một tay nên là hơi khó tháo, mọi người đợi mình chút. Mình cũng rất đang hóng cái cành này. Mầm đang nhú ạ. Mầm tiếp theo đây. Bên này là khả năng sống của nó cũng rất cao rồi. Thì được 3 tuần rồi mà các bạn. Đang ra mầm hết rồi ạ. Quay lại cho mọi người nhỉ. Mình ghép rồi, rất là dễ ghép mọi người nhé. Đấy, thành quả của mình sau 3 tuần đây. Mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé. Đấy, hy vọng là mình sẽ được cây hoa giấy màu đỏ đơn được giữa hoa. Những cái mầm này hôm nào mình sẽ ghép tiếp này. Nó vẫn còn non mình chưa dám ghép. Mình đang nuôi thân lớn. Mình bỏ cái này đi để nó nuôi mầm ghép nhé. Các bạn nhìn ạ. Rất là dễ ghép đấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai. Được 12 mắt các bạn nhé. Mình sẽ xem được mắt nào sống thì mình sẽ nuôi mắt đấy này. Ghép thì rất đơn giản các bạn. Lần đầu tiên mình ghép. Mình chưng nữa nha.
một gam mình dùng dây cuốn đó. Quay cho mọi người cái hoa giấy của mình. Cái hoa giấy này là hoa màu hồng, màu hồng hay gọi là hoa sắc pháo đấy các bạn. Cái này là hoa đơ, thì ra hoa rất nhiều hoa luôn. Cốc này là mình chọn phải được 4-5 năm rồi các bạn. 5 năm. Rất là to. Đây là cái góc ngõ. Hơi tím, màu hơi tím. Mình đang nuôi gốc bạn. Rất là to luôn. Khi lấy về nó thì còn cái rễ không còn đất đâu, nhưng mình ươm đấy, mình ươm vào đây chỗ mát để cho gốc nó sống đã. Rồi dần mình sẽ lơi thân các cành, mình chỉ để một số cành này thôi. Người nhìn nhé, gốc hoa giấy. Sau này mình sẽ tiếp tục là ghép, mình thích cái màu đỏ ấy, hoặc là màu sắc pháo ấy. Nó rất là rực rỡ. Còn cái màu này là màu tím các bạn ạ. Để đợi ra hoa xem màu hoa như thế nào, mặt hoa nó có đẹp không, đẹp thì mình sẽ để lại, không thì mình sẽ cũng tiếp tục là ghép ghép vào các mắt đây này. Nhìn gốc rất là to luôn. Thế này trồng cũng phải tầm chắc con độ tuổi của lão phải 7-8 năm rồi đấy. Mình sẽ trồng một chậu này hãm, nó sẽ ra hoa nhiều. Mình mà trồng ngoài thì đất thì là thực ra là gốc nó sẽ to nhưng mà nó sẽ phát triển lá nhiều hơn, ít ra hoa. Thường thường để kích hoa giấy thì mình thường thường mình trồng chậu, dễ xử lý hơn và mình cũng dễ theo dõi. Gốc rất là to các bạn nhé. Cơ bản mình là có 3 màu rồi. Màu hơi tím, màu sắc pháo, màu đỏ. Mình rất là xa hoa. Nó cũng rất là to rồi các bạn. Nó cần sùi rồi. Cái này nếu mà để tạo dáng thì chúng ta mình để một phần mái ốc. Có ra này rất là sắc luôn ạ. Mình cắt lên đây mình sẽ được một cái gốc rất là đẹp. Thế mà mình muốn làm để nó cao, hoa nó rủ xuống là mình vẫn nuôi cái phần thân trên. Mặt hoa là hoa sắc pháo các bạn nhé. Thì là các em bung lụa là mình sẽ giới thiệu cho mọi người cùng ngắm với mình nhé. Đây mình chỉ giới thiệu cho mọi người về cái hoa giấy phép là cái hoa giấy này thôi. Còn về mặt hoa mình sẽ đợi đến mùa hoa mình sẽ quay cho mọi người cùng ngắm.